Bá pha xá tí chiếu rạng, quýt trá tí tìm thấy tồn tại. Bí hoa ban ngày, tá bá tí chiếu sáng. A đít trá mặt trời, rách tí ma pha tí tọa chiếu ban đêm. Tranh bí ma mặt trăng, ác ghí lửa. Đi qua rách tí ngày đêm, bát ca xá tí chói sáng. Sam bút thô bậc toàn giác, bậc tự thân giác ngộ, bậc chánh đẳng giác. Xét thô thù thắng, a pha hào quang, á rút tá rá vô thượng không gì sánh được. Thích nghĩa. Câu trả lời của Đức Phật dựa trên sự cảm nhận hữu hạn của chúng sanh, ánh sáng rộng lớn của mặt trời, mặt trăng là không thể phủ nhận. Thế nhưng ban đêm thì không có ánh sáng mặt trời và ban ngày thì mặt trăng không thể tỏa sáng. Có những thứ lửa khác bập bùng do nhiên liệu nhưng cũng không sao bằng. Riêng tuệ giác của Phật là ánh sáng xuyên thấu thời gian, không gian và không gì ngăn che được. Ánh sáng đó chính là vô lượng quang. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Tùy Kheo Giác Đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thử để chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đệ tử Tuệ Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến với tu nữ cùng chư phật nữ. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahant Samma Sambuddho Phakkhava Bhutang Phakkhavantang Apiwa de miswa kapu fakawata tamu tamang nama sami supatibano fakawato sawa kasang ko sang kang nama ni thì chúng đệ tử xin nghiêm tịnh tăng câu ý tăng dương ông đức tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo cùng nhà quê được tam bảo hàng giáo hội đến chư tôn đức tăng với tôn đức công chúa phật tử luôn được an lạc trên chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói cái bài kinh hôm nay nó đến cái bài kinh vô lượng quang mà cái lời đề thiệu cũng như là cái lời thích nghĩa của thượng tọa đang đã nói như là một cái vô lượng quang, vô lượng quang Phật đó nha. Thì nói đến ánh sáng này thì Đức Phật ngày so sánh như vị chư thiên đã nói ánh sáng của mặt trăng, mặt trời vân vân, rồi ánh sáng cuối cùng thì có một thứ ánh sáng đó mà cả ngày đêm nó khắp cả cái tam giới này. Chúng ta thấy ánh sáng thì nó xua đi bóng tối, hễ mà hoàng hôn á, là sẽ tối, mà bình minh thì sẽ sáng. Cái sự thế nó lực nó sẽ xoay vần bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thời gian nay. Vì từ trên thiên hội Đức Phật thì Ngài đã trả lời một cách rõ ràng bốn cái vật chiếu sáng. Thứ năm ở đây không có, ngày đêm sáng chỗ đêm ngày, mặt trăng tỏ rạng, rồi lửa cháy đỏ thì cả ngày đêm, thì ban đêm thì chỉ có lửa nó sáng thôi ở khắp mọi nơi. Nhưng chánh giác, cái sự sáng của bậc chánh giác, tức là ánh sáng này, ánh sáng vô lượng. Thì kính thưa quý vị, nếu như nói về cái ánh sáng, về hào quang, ai cũng sẽ biết cái hào quang của Đức Phật đó, thì nó đặc biệt. Sự thật ra cái hào quang của Đức Phật á, chúng tôi sẽ nói trên cái hào quang trước. Thường thường mình làm trên đầu, chứ hào quang nó từ sáu màu, từ ở thân của Ngài nó tỏa ra, chứ không phải là chỉ ở trên đầu mà chúng ta thấy. Thường thường các chùa mà làm mà cách mà kiểu như mà cái hào quang ở trên đầu mà xoay xoay, không phải chỉ có cái đầu tỏa ra, không phải vậy, mà là hào quang sáu màu của Ngài từ châu thân phát sáng ra. Thì cái đó nó cũng là một cái ánh sáng, nhưng ở đây muốn nói cái ánh sáng như là một cái lời dạy, một cái trí tuệ của Đức Phật mà sư phụ Từ Siêu đã nói về trên cái nghĩa của trong chú giải dạy đó, cái ánh sáng của trí tuệ.
thì có thấy nó ánh sáng trí tuệ này nó soi sáng khắp luôn, thì chúng ta rất là hiểu. Chúng ta nhớ có một lần khi mà thiên độ phi Đức Phật mà ngày chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác ở cội Bồ Đề, thì nó có một cái ánh sáng của chính ngài nó xuyên qua cả màn đêm và nó tận ở cổ địa ngục, nó sáng rực lên, và lúc đó tâm tư chúng sinh không còn đau khổ. Ngay cái giờ phút đó nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng, như là một cái quân bình lại với cái khổ đau của chính họ. Thì lúc đó rực sáng lên thì họ mới thấy nhau được, à thì đây cũng có những người đang đau khổ như mình. Bởi vì chúng ta nhớ một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc, vì an lạc cho phần đông. Sự xuất hiện của vị ấy là sự xuất hiện của đại quang đại minh, sự xuất hiện của con mắt lớn. Đây chính là nó đến một cái giá trị mà đó cũng là trong kinh Tăng Chi đã dạy như vậy. Và ở đó cũng nói đến cái gì, cái con mắt lớn hay cái ánh sáng đại quang đại minh của ngài đó, đó chính là ánh sáng của trí tuệ mà nó soi khắp cả tam giới. Ánh sáng của bình thường thì chỉ ở địa cầu này, nhưng ánh sáng của Phật, ánh sáng của chính trí tuệ của Đức Phật, nó soi sáng cả tam giới. Đây là một điều mà nhiều khi chúng ta suy nghĩ, chắc lẽ Đức Phật này thuyết giảng cho cổ người này thì cổ người này mới biết, nhưng sự thật ra là cái công năng, cái tự giác của chính ngài nó soi thấu đến những chúng sinh hữu duyên hữu phước ở các cõi sắc và ngay cả cõi vô sắc. Họ không thể chứng đắc ở các cõi vô sắc, họ không thể chứng đắc được đạo quả ở bởi cõi đó không có sắc. Mà chúng ta nhớ một điều là khi mà chứng đắc đạo quả nó phải có ngũ quẩn, mà sắc quẩn không có, ở đó chính là thân quán. Và không có thì chắc chắn rằng ở trên cái cõi vô sắc có các vị mà chứng đắc thánh quả, nhất là thánh quả Tu Đà Hoàn, họ không có mặt ở đó. Bởi vì cho nó thiếu sắc. Dạ. Thì cái ánh sáng của Đức Phật nó xuyên suốt cả tam giới, và ánh sáng đó nó mới xua đi một cái màn đêm u tối của tất cả chúng sinh mà bao đời nay không có chiếu sáng tới. Chúng ta nhớ lúc giác ngộ của chính ngài cũng vậy. Giác ngộ chính ngài, tức ánh sáng này là ánh sáng ngược lại tất cả. Mà đương thời trước khi cái sự xuất hiện của chính ngài là nó nhiều cái con đường, nhiều cái chủ thuyết dạy chúng ta chấm dứt đau khổ như thế này, chấm dứt đau khổ như thế kia. Nhưng đó chỉ là những cái như họ như là khổ hạnh, như là chẳng hạn như là, hay hoặc là chúng ta phải tu khổ hạnh, hay chúng ta phải tu đứng một chân hai chân, rồi đứng coi như là chúng ta phải thờ vị thần này thờ vị thần kia thì sẽ được ấn trên, thì sẽ được coi như là chứng đắc. Thì trên cái nhìn đó đó, Đức Phật lúc còn Bồ Tát á, ngài đã thực hiện hết, ngài đã xuyên qua, nhưng ngài thấy không có thể, không có một cái chân lý, không có một cái mục đích chấm dứt sanh tử khổ đau là chính ngài. Ngài tự mình một mình đã đi ở tại cội Bồ Đề và thực hành khổ hạnh 6 năm, thấy không có kết quả lợi ích mà ngài bỏ, và ngài thực hành lại trung đạo và hướng tới cái con đường Maccima Pratipada, cái con đường Phật Thánh, và cuối cùng ngài chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Thì kính thưa quý vị, thì lúc đó mới xua đuổi tất cả những cái gì mà thời xưa nay chúng ta nhớ một cái điều suy nghĩ. Ngay đương thời Phật ấy, có nhiều vị người ta giỏi vô cùng, các giáo chủ người ta chứng tới tứ thiền, có thần thông và có nhiều cái công năng rất hết sức là đặc biệt. Mà cái đó lúc đó là những cái giáo thuyết của kinh của kinh Vệ Đà, mà nó đương hạnh thịnh hành và mạnh mẽ, mà
Nhưng rồi cũng một mình Đức Phật Ngài, Ngài đạp đổ, Ngài có như Ngài phá tất cả những cái gì, những bức tường phải nói là xưa nay đã được các vị giáo chủ đổ một cái nền ở trong kinh, Vệ Đà, rất là lớn lao. Mà đây chính là màn đêm này soi thấu cho tất cả những chúng sinh, để soi đến cho những gì. Bởi vì chúng ta thấy những người đệ tử sau khi mà giác ngộ xưng tôn Phật đó, như dựng những gì đã xuống đem đèn vào chỗ tối khi cái sự thuyết giảng của chính Ngài đó, thì chúng ta thấy nó tỏa khắp ở trong cuộc đời. Và Đức Phật Ngài không phải nói cho chính cái loài người nghe, tức là các tỷ kheo tối nay thiện nam tín nữ, mà ngay cả Đức Phật Ngài thuyết giảng để trả lời cho các vị chư thiên, hãy đưa những cái thời pháp các vị chư thiên xuống nghe Phật thuyết pháp, người ta cũng chứng đắc. Đây chính là cái ánh sáng trí tuệ của chính Ngài, nó đã tỏa khắp. Hay là chính là cái như chúng ta thấy là cái điều thứ tư hồi nãy nói là cái khả năng mà pháp thoại của chính Ngài đó, nó quảng diễn và nó tỏa khắp cho chúng sinh có thể nhận hiểu biết được, hữu duyên với chính Ngài, hữu duyên với cái, và có cái sự tu tập nó thành tựu các cái pháp độ, thì chắc chắn sẽ chứng đắc. Bởi vì chúng ta biết là gọi là bậc toàn tri Samma Sambuddhassa, bậc chánh đẳng chánh giác. Một con người này giác ngộ lý tứ đế, mà xưa nay chưa ai phơi bày cái lý tứ đế này để cho tất cả chúng sinh cùng biết, chúng sinh cùng hiểu. Và chúng ta nhớ, chính cái tự giác của Đức Phật đó, không có một cái gì mà có thể Ngài không hiểu biết được. Cứ gọi cái chữ sắc bánh nhu, toàn tri diệu giác. Chứ tất cả trong pháp giới hữu tình này, vì nhân sinh quan, vũ trụ quan, nguyên nhân từ đâu cái sự thành trụ quải không cũng được Đức Phật Ngài trình bày. Và chỉ có một điều, tức là quán đến cái kiếp mà của chúng sinh nó như thế nào, cũng như là chỉ cái túc mạng minh, sinh tử minh, Đức Phật Ngài biết tự mình và quán sát tất cả khắp cùng pháp giới chúng sinh. Thì đây là ánh sáng trí tuệ của Ngài, nó phủ khắp cùng, không có chỗ nào, không có cái điều gì mà Phật không hiểu. Xưa nay, quá khứ, hiện tại, vị lai, Đức Phật hiểu hết. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc kinh văn, hay có một số người mà giảng thuyết nó ngồi cái chỗ này, nó trong kinh giảng tối nghĩa quá, mình bây giờ mình phải giảng coi như là cho nó sáng ra. Nói như vậy nhiều khi chúng ta không suy nghĩ, vô tình cái đó chúng ta phỉ báng, vô tình chúng ta đã chê, mà cái đó quá là ngu si. Nên sự thật ra đó là bởi vì những chúng sinh đó nó không có cái duyên, và cũng như không có một cái tâm để mà hướng cầu. Vì cho nên họ không hiểu, mà chính họ chưa có thấm nhuần. Chứ sự thật ra chúng ta biết từng cái lời giảng của chính Phật nó hoàn thiện đầy tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai, không có thể khác được. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tự mình mà mình nghĩ rằng mình sẽ có được, mình sẽ thực hiện được cái điều này, mình sẽ làm cái điều kia, hoặc không có đâu. Không có rời xa được cái gì, không có thể rời xa được cái kinh văn, cái lời dạy của chính Ngài. Cái ánh sáng trí tuệ này Ngài để lại, mà chúng ta đó cũng như là một cái pháp thân của chính Ngài vậy đó. Ngài để lại cho chính tất cả chúng ta. Mà sau trước khi lên đường viên tịch đó, Đức Phật Ngài nói cái điều đó. Phiku Niu Pasika Pasika Vinayu Yo Anando Yo Vô Anando. Đó là cái chỗ mà lời Đức Phật, giờ phút cuối cùng mà Đức Phật Ngài lên đường tịch diệt á, Ngài dạy cho tất cả lấy pháp và luật làm thầy. Đó cái gì? Đó chính là nói lên cái trí tuệ. Hãy soi sáng bằng cái trí tuệ của Phật đã soi sáng. Hãy tu tập cái trí tuệ của Ngài. Hãy đi thẳng, nhìn thẳng vào
dựa đến kinh, dựa so sánh với kinh, đối chiếu với luật, lấy kinh luật làm thầy chỉ dẫn. Thì nếu chúng ta có một cái tinh thần như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhiều cái hữu phần. Cái kính đó chúng ta nhớ, nó không bao giờ có thể thay đổi được. Yo vô an ananda maya thamo cha vinayo cha desito. Có thể nói cái lời kính này cha desito panyato sovo mamachiyena satha, chính là cái ánh sáng mà nó soi đường cho tới bây giờ, nếu như chúng ta hiểu cái sự tu của chúng ta đã được ánh sáng của Phật soi rồi. Nhưng tại chúng ta, liệu chúng ta có được, có đón nhận được cái ánh sáng, cái ánh sáng trí tuệ của Phật rồi cho chúng ta hay không? Đây là do cái tâm tu của mọi người, và cái hữu duyên, và cái sự tầm cầu, cái sự tinh tấn, cái trí tuệ, và cái sự quyết tâm của mọi con người. Cho nên vì vậy, một người tu chứng phải xuyên qua cái ánh sáng Phật pháp. Ánh sáng Phật pháp đó chính là ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Ngài đã soi thấu trong tam giới này. Kính thưa quý vị, thật là hữu duyên cho những ai đọc, nghe, có cái niềm tin đi về với lời dạy của Phật, đi về với cội nguồn. Chứ còn nhiều khi chúng ta đọc, học, hiểu nhiều, nhưng rồi chúng ta nói trên trời dưới đất chúng ta, hay là chúng ta rời xa cái lời dạy của Phật bằng những cái tư kiến của chính mình, rồi chúng ta lập ra những cái tông phái, những cái môn của mình, rồi xưng danh, rồi chúng ta nhân danh công lý, chúng ta dựa vào Phật, thì cái điều đó, rồi chúng ta đổi thay cái này, đổi thay cái kia để cho phù hợp. Thì những con người làm như thế hết sức là tội lỗi, và tạo nhiều cái điều bất lợi, bất ổn cho mình và những người đi theo. Thật sự như vậy. Cho nên vì vậy, chúng ta tu hay chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải y cứ tới ánh sáng, tới lời dạy của chính Ngài. Và có thể nói rằng ở trong ánh sáng này, nói đến pháp hỷ của thiền, thì chúng ta biết cái công năng khi chúng ta tu chứng, ngoài ra cái chuyện mà chứng đạo chứng quả đó, cái ánh sáng của cái ánh sáng của thiền định đó, nó cũng là một cái rất là lớn để có thể chúng sinh sinh về các cõi. Khi chứng đắc các cái tầng thiền mà chúng ta nhớ là vô lượng quang thiên, rồi quang âm thiên, vân vân, thì nếu mà tu tập mà để thành tựu tốt đẹp, mà chứng quả tam quả tứ thiền, chúng ta sanh về cái cõi ngũ tịnh cư vô phiền vô nhiệt thiện hiện sắc cú cánh, thì cái điều đó quá là sáng tối rồi. Nhưng điều mà có thể nói sanh về các cõi sơ nhị tam tứ thiền thôi, thì cái ánh sáng của các vị đó mà do theo công năng của thiền, vị ấy hướng tấn, đứng hướng định niệm, đứng hướng định, có thiên nặng cái định, vân vân, thì cái khả năng chứng đắc thiền, thì lúc đó cái ánh sáng nó phủ khắp lớn. Cho nên chúng ta thấy cái từ mà quang âm thiên nó cũng là đi ra những cái cõi giới như thế. Thì kính thưa quý vị, nói về cái pháp hỷ của thiền, nói đến thiền thì chúng ta biết nó có nhiều cái công năng hết sức là đặc biệt. Và chính cái điều này nữa mà chúng ta không thể bàn. Cái Achintayo mà nó thiền định, nó về cái thiền định đó, nó có nhiều cái điều mà do cái sự tu chứng và do cái công năng và do nhiều cái kết quả của thiền. Thì chúng ta tu chứng được nhiều thì nó sẽ kết quả được nhiều. Và nếu như một con người hiểu về Phật á, thì chúng ta mới thấy không phải tự động mà Đức Phật Ngài được vẹn toàn,
Ngài được cả hai, tức là về hình thức lẫn cả nội dung. Về cuộc đời, hình hài thể xác, cho tới cả những tiền của vọng địa vị, tất cả mọi thứ Phật đều đầy đủ hết. Mà chúng ta biết đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của chính Phật mà. Không ai có thể soi thấu, không ai có thể phải nói rằng so sánh bằng được. Mà nếu như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một vị, của 10 chuyển luân vương cũng có đó, nhưng điều mà nó khác hơn đối với vị, đối với Phật thì cái phước đó nó lớn hơn, nó rộng hơn. Cho nên vì vậy chúng ta gọi là các hầm châu báu thế này thế kia đối với của vị trưởng lương vương. Thế nói rằng nó, nếu mà đối với một vị Phật chánh đẳng chánh giác thì nó thừa gấp trăm ngàn lần vượt ngoài cái điều kiện như thế. Thì chúng ta thấy bởi vì cái pháp thân này hay là cái kim thân này, tức khác quyền của chính Phật á, tức là cái ánh sáng mà thuộc về, mà chúng ta gọi là các quyền đó, cũng như là hào quang đó, nó được tạo thành do cái, chúng ta nhớ là do cái tứ thần túc, dục cần tâm và thẩm như ý túc, cho nên muốn như thế nào cũng sẽ được tốt đẹp như thế đó. Về các quyền nó mang tính, tức là nói đến các thân, nói đến thân của Ngài mà, thì chúng ta biết đối với cái thân Phật á, chúng ta nói thực tế cái thân mà kiến thân của Ngài đó thì nó đẹp và nó sáng và nó có nhiều cái điều đặc biệt hơn là một cái sắc thân bình thường của chúng sinh. Tuy nó cũng có tứ đại, nó cũng có cái quế trượt của kiếp con người, nhưng cái công đức nó vô lượng quá đi. Một con người nó hoàn mỹ mà nó đầy đủ với tất cả, không thiếu một cái gì hết. Cho nên có một số người khi nhìn Phật, có một chỗ như vị tỳ kheo, khi mà nhìn Phật đi theo, người ta cứ chiêm ngưỡng, người ta cứ bái Ngài. Thì Đức Phật Ngài dạy đừng có nên nhìn Ngài cũng sắc thân của sanh lão bệnh tử, sắc thân của đổi thay này, thân quế trượt này, mà hãy tu tập, hãy đi theo dấu chân của Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài, chính là thấy được Ngài, ở cận bên Ngài. Cái điều mà chúng ta thường nghe đó là Sotamang Basati, Somang Basati, thấy Pháp thì thấy Như Lai. Cái sự hiện hữu của chính Như Lai ở kề bên đó. Cho nên nói về các quyền của chính Phật thì chúng ta thấy cũng đã siêu xuất và vượt ngoài cái những gì mà chúng ta tác tạo. Sự thật ra có những lúc bởi vì biết có những cái tôn tượng Phật đẹp á, mà khi chúng ta nhìn á, nó đẹp quá, thì chúng ta thử suy nghĩ đi, nếu mà chúng ta gặp một hình người thật thì sao? Thì có lẽ cái tâm tư chúng ta nó phát khởi nhiều cái điều phỉ lạc, phát khởi nhiều cái điều tinh tính lắm. Sự thật có những cái pho tượng Phật, hay có những cái tượng Phật, hay những cái ảnh Phật, cái này chúng tôi cũng tâm sự thật, có vì những khi chúng tôi chiêm bái, chúng tôi nhìn vào đó chúng tôi thích vô cùng. Thì mình nghĩ rằng nếu như mình gặp Phật mà thực tế ở bên ngoài nữa thì chúng ta không biết như thế nào. Một con người có đầy đủ trí tuệ thông suốt tam giới này, giờ nhân sinh quan, vũ trụ quan, tất cả những gì mà Phật không biết, quá khứ, hiện tại, vị lai ở trong cuộc đời này, về nhân sinh, vũ trụ, cũng như chúng ta biết là ngay cả tới những cái lời mà người ta gọi là cái lời tiên tri đó, thế giới này sẽ như thế này thế nọ, mà trong những cái điểm mộng một của VVC nó đi, mà Đức Phật Ngài giải đó, do chúng sinh ác xấu quá, do chúng sinh làm nhiều cái điều tội lỗi quá, thì mưa không tưởng, gió không hòa, hay là những bệnh dịch nó sẽ xuất hiện mà hôm nay chúng ta đương đầu, chính là do con người. Thì cái này, cái tự giác của Đức Phật Ngài đã soi thấu tất cả, và chúng ta nhìn rồi chúng ta mới thấy được tại sao mà cái lời Phật quá thật, là chúng ta thấy nó một cách khủng khiếp, một cách ghê gớm.
Nhiều khi chúng ta sống có một thời gian mà nó cũng được cái sự yểm trợ của nền khoa học, y học á, chúng ta cho nó không là cái gì. Nhưng chúng ta biết biết bao nhiêu con người đã bị những cái tai ương, bị những cái cơn bệnh dịch đã giết chết hàng hàng cả cả thành phố, cả bộ tộc người. Cái chuyện nó không là lạ. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không tìm ra thuốc để mà điều trị Covid ấy, thì chắc chắn rằng cả thế giới này sẽ sụp đổ. Bởi vì chúng ta có thể tránh né được một phần ở xa, cách ly cách xa, nhưng điều phần đông đa số là sẽ chết hết khi cái bệnh dịch đó nó xuất hiện tới do cái nghiệp ác. Thì cũng vậy, những chúng sinh nếu mà chúng ta hữu duyên hữu phước ấy, chúng ta được cái thọ mạng nó vượt qua được thì chúng ta không gần kề, chúng ta tránh xa, chúng ta vượt đi. Thì chúng tôi muốn nói trên cái nhìn tuệ giác của Đức Phật ngài đã thấy rồi, thấy cái tương lai này ngài cũng đã nhìn thấy, thấy một cách cẩn trọng, một cách đầy đủ như thế, chứ phải Đức Phật ngài không nói. Nhưng điều mà ngài chỉ nói những gì cho tất cả chúng ta tu, ngài giới ngài kéo lại những ánh sáng nó gần nhất với chính mình để mình có thể soi thấu, mình có thể nhìn thấy rõ. Chứ bây giờ đưa ra nhiều quá thì những gì mà Đức Phật ngài nói ra trong 81.000 pháp môn để cho chúng sinh có sự phân biệt, mà những cái pháp môn của ngài nói là những pháp môn nó đoạn khổ, những cái pháp môn nó diệt khổ, chứ không phải là những cái lời nói của chính ngài, là những cái lời nói mà nó không có nó không có cái căn cứ, hay là nó không có kiểu mà nói chung chung. Ai hỏi ngài về cuộc đời này, về cái sự sự xuất hiện, về cái nguyên nhân và cái buổi đầu tiên, cái khởi thủy nó như thế nào, Đức Phật không trả lời. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì không đủ thời gian, và chúng ta cũng không đủ cái trí tuệ, chúng ta không có cái ánh sáng trí tuệ đó để mà soi thấu được, thì ngài sẽ không nói. Ngài nói những gì cho những người hữu duyên, ngài nói những gì mà nó hợp lý, mà nó đúng cái điều kiện. Bởi cho nên thường thường mà chúng ta ít bao giờ làm một cái việc cần thiết trực tiếp nơi chính mình, hay là quay về với mình, mà chúng ta làm việc ở bên ngoài, chúng ta làm chuyện cho người, hay chúng ta nghĩ tới người, nghĩ tới mình, làm việc chúng ta không có quan tâm đến mình, vân vân. Thì những cách như vậy đó thì chính Đức Phật ngài đã chỉ dạy cho chính chúng ta biết, ở trong cuộc đời này chúng ta không đủ thời gian, và chúng ta không đủ một cái trí tuệ, không đủ khả năng. Những cái gì không đủ khả năng thì ngài không đưa tới, không dạy và không mở rộng. Ngay cả chúng ta thấy ngài Xá Lợi Phất, hay là ngài A Nan, hay là ngài các vị thượng thủ thinh văn, khi mà dùng cái tuệ giác này để soi thấu, mà cái đó thuộc về giới vứt của các vị toàn giác, thì chính Đức Phật ngài cũng đã đi đến ngài nói đem phải là cái giới vứt của Xá Lợi Phất, của ngài Khai Chiếp, vân vân. Mà chúng ta nhớ thấy nhìn con quả đó, dạ, thì mới suy quán con quả này nó kiếp này kiếp kia, thì Đức Phật nói cái này là cái giới vứt của vị toàn giác. Thì kính thưa quý vị, thì chính cái tuệ giác của Đức Phật nó soi thấu muôn nơi, không có cái gì, không có điều kiện gì mà gọi là lọt khỏi cái lưới tuệ của chính Phật được. Từ cái sự Phật cho tới con người, tất cả những sự kiện gì trên cuộc đời này, vì ấy soi thấu và hiểu biết tường tận, hiểu biết tất cả. Có thể nói ngày hôm nay, khi chúng ta hướng tâm, chúng ta tu trên cái giáo lý của Phật, đó là đã được hiển bày một cách đầy đủ. Và chúng ta cũng được nhiều cái yếu tố hỗ trợ để chúng ta được thấy, chúng ta được nghe, và chúng ta được hỏi, được suy nghĩ trực tiếp. Chứ thôi thể nó có thể nói rằng ngày xưa đó, thì chúng ta biết gọi là kinh văn thọ giáo bằng cái nghe và nhớ lại, sau đó rồi mới có cái sự ghi chép, mà ghi chép cũng bị giới hạn,
cái chép ở một cái tương đối, nó không có rộng khắp, và một số người có thể đọc, một số người có thể hiểu và trình bày. Cho nên ngày hôm nay nó rộng khắp rồi, thì như chúng ta thấy, chúng ta cần một cái gì đó, chúng ta sật lên là chúng ta ra thôi. Nó có, nó ra được. Những cái gì mà nó chuyên môn quá thì nó khó, chứ sự thật ra nó cũng đã có trên đó. Nếu chúng ta có cái đa văn, chúng ta có cái khả năng nhiều, thì chúng ta sẽ chiêm nghiệm, chúng ta sẽ học hiểu được hết. Chứ có thể nói ngày xưa thì chúng ta thấy bao nhiêu cái điều kiện, cái khả năng, cái trí tuệ của chính người xưa nó lớn hơn mình giờ này. Giờ này chúng ta chỉ cầm có một cuốn kinh để chúng ta học cái bài kinh, để chúng ta thuộc thôi cũng khó nữa. Thì chúng ta thấy người ngày xưa khi nghe mà nhớ thì chúng ta quá khích. Hôm nay chúng ta tụng lại bao nhiêu lần mà chúng ta cũng chưa nhớ nổi nữa. Cái điều đó chúng ta nói thành thật. Mà còn người xưa nghe qua là nhớ ngay, nghe qua là biết liền. Và đây là một cái điều mà phải nói là cái khả năng trí tuệ và các quyền của họ nó mạnh. Chứ được thì, kính thưa quý vị, thì nói đến Phật thì các quyền của cha nó khủng khiếp như thế nào, đầy đủ tất cả. Nó khác hơn, chứ nó không phải kiểu như là nó được một cách, tức là nó miên nó vô tận, và nó không có thiếu thốn gì. Và chúng ta nhớ một trong những cái việc làm của Đức Phật là Ngài thấy coi chúng sinh nào có hữu duyên với chính Ngài. Sau khi mà trả lời cho chư thiên vấn hỏi xong, bắt đầu Ngài quan sát coi chúng sinh nào có duyên với chính Ngài. Và Ngài để đến đó là dùng những pháp thoại. Mà pháp thoại của Đức Phật chúng ta thấy không phải nói những cái chuyện gì mà nó quá là xa xôi, mà nói những chuyện gì gần kề với tất cả. Đi đến người cày ruộng sẽ nói về cái cách cày ruộng. Đi đến người làm gốm sẽ nói về cách làm gốm. Đi vào rừng, những người thợ săn sẽ trình bày những cái cách của người thợ săn như thế nào. Hay đi đến gò mối sẽ ví dụ cái gò mối để tất cả mọi người nhìn thấy đó và đưa đến đó. Rồi đi đến chúng ta đi đến một cái khu rừng sẽ nói đến cái tối sáng của rừng và cái sự yên tĩnh của khu rừng nó như thế nào. Thì có thể nói rằng trong kinh của, trong những cái lời dạy hay là những pháp thoại của Phật đó, thì nó xuyên qua những cái gì nó gần kề ở trong cuộc đời con người. Chúng ta đi xa nha quý vị, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, Đức Phật Ngài xuất hiện ở cuộc đời, cho nên Ngài cũng nói những gì siêu qua liên quan đến cuộc đời. Mà có cuộc đời này thì có con người thì có nhiều người, và có cái sự sinh hoạt, có một thứ lớp, có một trật tự, hay có một sự sinh hoạt, có cái giai tầng như thế này thế kia, thì theo dựa trên giai tầng đó, dựa trên cái sự sinh hoạt đó, Đức Phật Ngài nói đến cái Ngài giáo hóa, Ngài diễn thuyết. Điều ngự trưởng phu là như thế. Bởi vì cho nên Ngài mới gọi là sách tha đê quân đốt xa năng, tức thầy cả của chư thiên và nhân loại. Một cái điều mà không thể nào vô lý mà Phật nói ra. Cái pháp thoại của Ngài đều có đầy đủ. Thứ nhất là cái gì? Nghĩa từ lý pháp Patisamvida nó vô ngại giải. Và rồi những cái duyên sự khởi lên hay cái thời pháp của chính Ngài nó đầy đủ, hoàn thiện đoạn đầu, hoàn thiện đoạn giữa và hoàn thiện đoạn cuối. Cái giới, cái định, cái tuệ được thiết lập rõ ràng,
để cho những con người có thể tu chứng được, những con người có thể giác ngộ được, những con người có thể thành tựu được. Đây là một cái điều đặc biệt, chứ không phải là cái lời dạy đó là một cái lời dạy mơ mơ hồ hồ, hay cái lời dạy đó là cái lời dạy mà nó không rõ ràng, nó đầy đủ nghĩa lý pháp văn tự. Bởi vì trong tay của Phật không có giữ, những cái lời dạy của chính Ngài đã mở ra hết cho tất cả chúng ta. Cho nên ở trong một cái lời dạy của Phật, nó không có mật khải, nó không có một quyền bí. Đó do con người đặt định lên, nó mật cái này, nó mật cái kia, chứ sự thật ra cái ánh sáng mà để Ngài quá độ chúng sinh, để chiếu sáng tất cả, cánh sáng đó nó tỏa khắp cho nhân thiên, chứ không có cất, không có giữ gì. Đây là cái điều mà hiểu về kinh lý, chúng ta nhớ như vậy. Đức Phật không có giữ gìn cái gì, và cũng không có nhiều giao cho người nào, người đó mới giữ gìn cái bí mật đó, rồi về sau người đó sẽ mở ra, không có chuyện đó. Không có một sự đặc định, không có một sự hứa hẹn cho một người nào mật khải để mà nói ra, rồi về sau người đó sẽ có khả năng đọc hiểu được, không có chuyện đó. Bởi vì chúng ta thấy ngày hôm nay mà xuất hiện mà nhiều cái, nhiều người mà nó mật khải này của Phật của nhiều giờ này mới dở ra, sự thật ra là những người đó đại ngôn quá, quá là đại ngôn. Chứ sự thật ra những gì Phật Ngài không có bao giờ mà nói sai hết, không bao giờ mà nói sai, mà những gì Ngài đã nói là nó đúng đắn, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, quá khứ, hiện tại, vị lai này, nó là như thế thì không bao giờ có thể khác, có thể thay đổi được. Kính thưa quý vị, chúng ta hiểu được cái lời dạy của Phật, nó không chỉ là một cái vấn đề đơn giản của cuộc đời, mà chỉ muốn nói ra cũng không có dành đặc biệt ưu việt cho một con người nào. Và sẽ cái lời dạy của Phật là lời dạy ly khổ, lời dạy của Phật là trình bày sự khổ và đưa đến sự chấm dứt khổ, không hại ai một cách viên mãn, một cách đầy đủ, tốt đẹp. Mà đôi khi do chính chúng ta không hiểu được, chứ sự thật ra là như chúng tôi đã nói, bởi vì Ngài nói những gì sinh hoạt bình thường nhất, và dùng một cái nhân một cái sự tùng sự đó, Ngài dùng những hình ảnh quá, dùng những cái ví dụ để nhằm cho chúng sinh dễ hiểu biết. Mà người trí nhờ cái ví dụ, nhờ chứng minh mà hiểu được. Ở đó mới nói đến một cái tuệ giác của Phật quá là đặc biệt. Chúng ta biết Ngài nhìn chúng ta, biết chúng ta có thiên hướng nặng về cái gì, khả năng chúng ta tới đâu, chúng ta có thể thọ trì, chúng ta có thể chứng đắc được hay không. Thì nếu như chúng ta có cái duyên thì Đức Phật Ngài chuyển hóa, tức là Đức Phật Ngài giảng thuyết ra, chúng ta rất là mau chóng mà chúng ta có thể thọ trì, chúng ta mau chóng chúng ta chứng đắc. Đối với các vị chư thiên cũng vậy, khi đi đến Ngài thì Ngài cũng biết rằng nói đến những cái điều này nó phù hợp, nó phù hợp với cái cơ tánh, cái lý tánh của mình. Cũng như chúng sinh kiếp con người thì phù hợp với cái việc làm, phù hợp với cái cách sự suy nghĩ của chính mình. Rồi Ngài dùng những cái lời pháp đó ứng dụng trong cái nghiệp vụ, trong cái việc làm mà thói quen chúng ta đã có như thế. Đây là một cái điều mà chỉ có Đức Phật Ngài được một cái khả năng đó. Và đó chính là cái khả năng mà quảng diễn, và cái khả năng mà soi sáng, cái khả năng mà nắm hiểu biết được căn cơ của chúng sinh, và hiểu biết được
chúng sinh có khả như thế nào và điều kiện ra sao. Thì kính thưa quý vị, biết hết. Khi chúng ta đọc một cái câu kinh đó, chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi coi cái quyển mà nói về cái lịch sử của Phật giáo đó. Phật giáo Tích Lan. Thì khi đó mình thấy Đức Phật ngày nói đến cái chỗ mà khi mà đi qua để mà hàng phục cái đảo quỷ á. Đảo Tích Lan hồi xưa tức là các quỷ dạ xoa ở nhiều. Bắt đầu ngày qua bên đó ngày hàng ma phục quân ở đó, có thể nói như vậy. Để Phật giáo Tích Lan phát triển và sau đó và vị hoàng tử đã đi qua đó để mà giáo hóa đó. Thì kính thưa quý vị, là Đức Phật ngài đã nhìn thấy cái sự chấm dứt của Phật giáo sau khi ngài viên tịch ở tại Ấn Độ, sau một thời gian nữa thì sẽ không còn có thể mạnh thịnh hành được. Và thế là ngài đi đến đảo Tích Lan để hàng ma phục chúng ở đảo đó. Và sau đó tạo điều kiện, tức là lúc đó khi mà các đệ tử của chính ngài đi tới là đã được đầy đủ rồi, thì chúng ta mới thấy được, phải nói rằng một vị Phật từ bi, phải nói là đã dọn đường, đã chỉ lối, đã bày vẽ cho tất cả đến nơi hết. Còn chúng ta có đủ khả năng, có đủ điều kiện hay không, đó mới là một vấn đề để chúng ta đi tới đó. Dạ. Bởi vì những điều mà kính thưa quý vị, mà Đức Phật ngài không có bao giờ phát biểu lên là bao giờ sẽ như cái điều này, sẽ như cái điều nọ, rồi để cho tâm tư tất cả coi như là nghi ngờ hay hoặc là trông mong sợ sệt lo lắng, ngài không bao giờ làm như vậy. Mà chính Đức Phật ngài chỉ một cách rõ ràng, một cách đúng đắn để cho tất cả chúng ta không có cái sự suy nghĩ, không có một cái sự đúng sai về cuộc đời. Cái điều mà hiểu sai về những cái đó là do chúng ta thiếu phước, chúng ta không thể đón nhận cái ánh sáng Phật pháp của chính ngài. Chúng ta nhớ như vậy, không thiếu cái sự suy xét, thiếu cái sự thọ trì, cho nên chúng ta không đón nhận được những ánh sáng Phật pháp. Cho nên vì vậy, là một người đệ tử, chúng ta phải biết rằng đối với Đức Phật ngài đã làm đầy đủ, ngài đã làm hoàn thành tất cả những cái báu vật hay là những cái sự chỉ dạy. Ngài đã là một con người hoàn thành trách nhiệm của một vị thầy, của một người, của một đấng cha lành cao cả đối với tất cả chúng ta. Cái ánh sáng trí tuệ đó ngài đã truyền trao cho chính chúng ta, mà chúng ta có biết đó là ánh sáng hay không là do con người, mỗi con người có cái sự tu, có cái niềm tin, có cái sự cố gắng, có cái sự tu trì hay không, thì đó mới là cái điều soi sáng cho chính tất cả chúng ta. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, như là một cái đã nói là cái ánh sáng Phật pháp thì nó sẽ rất là tốt đẹp, sẽ rất là miên viễn, cần cái sự thảo luận của chư tôn đức tăng để cho tất cả chúng ta hội trì, để cho chúng ta, tất cả chúng ta có được một cái ánh sáng trí tuệ của Phật pháp hơn nữa. Dạ, kính bạch sư tăng, con xin có đôi điều trình bày như vậy, và cũng như có điều gì thì kính quý ngài bổ túc thêm, giải thích thêm, thảo luận thêm để cho sự soi sáng đến đại chúng. Dạ, xin chấm thức giờ khẩn thiết nơi đây, kính đưa đến toàn thể đại chúng là như vậy. Nếu có thể chia sẻ tất cả những mong toàn thể quý vị quan nghĩ. Dạ, kính dân Phật lành đến các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, đến các vị thần chư thiên tại chùa Bửu Đức, chùa Quảng Nghiêm, như xin hướng nguyện đến tất cả thân bằng quyến thuộc, các vị thầy tổ, các vị chân linh chí linh ở hai chùa, cũng như tất cả quý vị được hạnh đạt được tấn hóa trong Phật pháp. Và con xin giảm mức lại đến cho thần gọi được đánh. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Sa Mai Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Sa thứ cần thưa tập tư quý. Tiếp theo là phần thảo luận. Trước hết xin được hỏi thượng tọa anh Tùy Siêu, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tùy Siêu nghe được, xin định thượng tọa phân hủy. Dạ vâng.
Bạch Thiện Tọa Thiền Sư, khi mà chúng ta nói về bậc chánh đẳng chánh giác, và cái mà chúng ta gọi là hào quang của Phật về phương diện vật lý là ánh sáng, nhưng mà khi mà chúng ta nói về tuệ giác của Phật thì chúng ta hoan hỷ cho một vài cái ghi nhận từ ở trong kinh điển về tuệ giác của Phật. Mặc dù chúng ta biết đó là một điều bất khả tư nghị đó, nhưng mà một người Phật tử bình thường như chúng ta sẽ hiểu như thế nào về tuệ giác cao vời của Phật? Xin kính thưa chúng ta. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Thực ra vô thắc quy si vô chinh ti vô, Phật rất là bất khả tư nghi. Ngay cả các vị A-la-hán thịnh văn đệ nhất về trí tuệ như ngài Sariputta, đệ nhất về thần thông như ngài Moggallana, mà còn không hiểu hết cái tuệ giác của Đức Phật. Cho nên chúng ta không dễ gì chúng ta ước lượng được tuệ giác của Đức Phật to rộng như thế nào. Chúng ta chỉ có biết được là đem so sánh với biển cả, nó còn hơn nữa bởi vì Sagara là biển cả đó, có bốn cái sự luân hồi. Trước hết là chúng ta nói Udaka Sagara, tức là cái biển nước. Cái biển nước thì nó mênh mông, nhưng mà chúng ta còn thấy, còn có thể đi đến từ bờ biển bên này đến bờ biển bên kia được. Mặc dù đứng ở đây chúng ta nhìn không thấy bên kia, nhưng mà thời nay người ta có thể đi máy bay để người ta đi xuyên qua, người ta đi qua biển cả đến bờ bên kia. Cái đó là biển nước. Thứ hai gọi là Sangsara Sagara, tức là cái biển luân hồi. Cái biển luân hồi này là vô thủy vô chung. Như Đức Phật ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, vô thủy là luân hồi, không tìm ra khởi điểm. Thì đó là cái biển, biển tầm luân, biển luân hồi. Thứ ba là Nyata Gara, tức là cái biển tri thức của nhân loại. Cái tri thức của nhân loại đó thì chúng ta không có thể lường được. Mặc dù ông Cao Bá Quát á, ông ngạo mạn ông nói là trong thiên hạ có ba bộ chữ, thì thiên hạ và anh của ông ta là hai bồ thiên hạ, một bồ và anh của ông ta là một bồ, còn hai bồ chữ thì hai trong bốn bồ chữ
Đó là của ông ta. Ông ta tự cho mình hai bộ chữ, còn thi hạ một bộ và anh trai của ông ta là một bộ. Nói là nói như vậy, nhưng thực ra cái kiến thức của nhân loại thì vô lượng, không biết được. Nhưng mà nói riêng về Phật Pháp á, thì đó là Tam Tạng Kinh Điển, lời dạy của Đức Phật. Còn cái thứ ba gọi là Sappanyu Sangara, tức là nhất thiết chủng thiết của Đức Phật, là một biển lớn mênh mông mà chúng ta không biết được. Tam Tạng Kinh Điển đã là một đại dương rộng lớn bao la, mà trong khi đó Đức Phật ngài đi, khi đi ngang qua cái khu rừng Simpanat, ngài cầm lên một nắm lá cây, cái lá Simpanat, và ngài nói rằng: này các tỳ kheo, các ngươi có thấy cái số lá cây trong nắm tay Như Lai không? Dạ thấy. Các ngươi nghĩ như thế nào? Cái số lá cây này so với số lá cây ở trong rừng này, cái nào nhiều cái nào ít? Bạch Thế Tôn, cái số lá cây trong nắm tay ngài quả thật là rất ít so với lá cây rừng. Thì Đức Phật nói cũng vậy, pháp và Như Lai giảng dạy cho các ngươi đó là nó chỉ bằng cái số lá cây trong nắm tay Như Lai thôi, so với cái pháp Như Lai biết, Như Lai hiểu, Như Lai thực chứng thì nhiều như là lá cây rừng vậy đó. Thì ở đây thì chúng ta nói như vậy là chúng ta biết rõ là cái tuệ giác của Đức Phật rộng lớn đến chừng, đến giường nào rồi. Cho nên ở đây chúng ta có thể nói tùy theo trường hợp, tùy theo lúc mà chúng ta nói thôi. Thí dụ như lúc mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái bài kinh Brahmachala số 8, bài kinh Phạm Võng, thì khi nghe các vị tỳ kheo nói đến người đệ tử của ngoại đạo Suppiya là những dùng nhiều lời lẽ để tán thán Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng cái đó là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Như Lai có cái trí giác còn đáng tán thán hơn cái đó nữa, vì kẻ phàm phu chỉ tán thán Như Lai về giới hạnh thôi. Thì thưa quý vị, khi mà ngài thuyết lên 62 tà kiến, thì ở trong chú giải của bài kinh này nói rằng là lúc đó giống như là cái tuệ giác của Đức Thế Tôn là một mẻ lưới. Khi mà ngài tung cái mẻ lưới đó ra đó, thì nó bao trùm hết tất cả những cái tri kiến của các sa môn và la môn ngoại đạo ở trong đời này. Họ nói như thế nào, họ chấp như thế nào, ngài biết rõ như thế đó. Và ngài biết rõ về cái con đường để mà thoát khỏi những cái tà kiến đó. Đó là một trong những khía cạnh mà chúng ta nói lên tuệ giác của Đức Phật. Còn ở đây thưa quý vị, nếu mà nói trên cái khía cạnh mà ngài biết về
các pháp giới hữu tình đó, thì cái này là vô lượng, không thể lường được cái trí giác của Đức Phật. Na Na Tha Tú, Ngài biết rõ giới sai biệt, tức là Ngài trình bày về Kama Tha Tú, Rupa Tha Tú, Arupa Tha Tú, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, theo cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, theo pháp thực tính. Ngài trình bày về sáu giới: địa giới, thủy giới, phong giới, quả giới, không giới và thức giới. Rồi Ngài trình bày về 18 giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, vị giới, thinh giới, vị thức giới, tỷ giới, khí giới, thiệt tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới, là trình bày về 18 giới. Và còn nhiều hơn thế nữa, thưa quý vị. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển đó, thì chúng ta sẽ thấy cái trí giác của Đức Phật là bị nghĩ, không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta đọc được ở trong bộ Patisamphida Mắt Gác, tiểu bộ kinh mà gọi là Đạo Đại Thông hay là Tứ Vô Ngại Giải, Vô Ngại Giải Đạo, thì chúng ta sẽ thấy một vị đệ tử thôi, tức là tôn giả Sariputta, mà cái trí tuệ khi Ngài trình bày về Patisamphida Mắt Cá, Ngài trình bày về pháp đặc thông thâm mắt Patisamphida, là chúng ta cũng thấy mênh mông. Ngài trình bày về trí tuệ trong cái chương gọi là Jnanakatha đó, luận giải về trí, thì chúng ta thấy khi mà chúng ta đọc qua, chúng ta sẽ thấy cái trí của chúng ta giống như là một hạt cát trong một bãi sa mạc thôi. Rồi Ngài viết về cái thế giới hữu tình, rồi Ngài viết về cái nghiệp quả của chúng sanh là tâm máu biết ba cá, nghiệp này nó cho quả như thế nào, cái đó cũng là một cái Như Lai lực, Như Lai trí lực. Cho nên khi mà đề cập đến cái gọi là sắc tắc lưu cá, là cái thế giới hữu tình, Akasaloka là cái thế giới về cõi, và Avisankhara Loka hay Sankhara Loka là thế giới về hành vi, về những cái pháp hữu vi mà nó sanh diệt đó, nó sanh khởi như thế nào là biết người. Ba cái thế giới đó là Đức Thế Tôn Ngài biết rõ, cho nên Ngài mới được cái hồng danh gọi là Loka Vidu, tức là bậc thế gian giải. Khi mà chúng ta nói ở cái khía cạnh này thì chúng ta sẽ thấy là
cái trí giác của Ngài là vô lượng. Rồi lại nữa, khi mà chúng ta nói đến cái khía cạnh thiền chứng và tuệ mà đưa đến đạo quả, thì cái này chúng ta xem ở trong Thanh Tịnh Đạo, chúng ta sẽ thấy trích dẫn cái lời của Đức Phật Ngài dạy về cái đạo lộ để giải thoát là mênh mông. Chỉ có điều là phàm phu chúng ta, khi mà chúng ta học thì chúng ta chỉ học một ít, hạn lượng bao nhiêu đó chúng ta tu tập, để nếu mà có duyên lành thì chúng ta chứng quả dự lưu, hay là tu đầu quần, tu đà hàm, A-na-hàm, hoặc quá lắm là đắc A-la-hán, thình văn, như vậy thôi. Và chúng ta nên nhớ rằng cái trình độ thinh văn không thể đem so sánh ngang với cái trình độ của Phật Phước được, của Đức Phật. Cho nên về cái tuệ giác của Đức Phật được gọi là Sapanyo, là nhất thiết chủng trí, là đủ rồi, là ngày bậc hiểu biết tất cả. Đó chính là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giao Nản vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trì Phật, kính trì Phật. Xin được hỏi Thượng Tọa Thiếu Sư một câu nữa rồi. Thưa bà Thầy Sư đi nghỉ. Mà Thưa Thầy Sư, khi mà chúng ta nói về giác của Phật đó, thì đôi khi chúng ta thấy có trường hợp này là chúng ta thường bị phân vân ở giữa cái gọi là biết một cách có tập chú, như Đức Phật Ngài dạy rằng, như là chỉ dạy về sổ khổ và nhân sinh khổ. Nhưng ở một mặt khác thì chúng ta thấy là Phật Pháp hay là Phật học thì bao gồm cả một cái biển học mênh mông về rất là nhiều phương diện, rất là nhiều lĩnh vực. Thì ở trong cương vị là một vị giáo thọ, là một vị sư đó, thì nếu có một người nói rằng chúng ta học theo Đức Phật, chúng ta đi theo ánh sáng mà Đức Phật đã soi sáng, thì chúng ta chỉ nên tập trung vào và như là về sự khổ và con đường diệt khổ, chúng ta nên có một cái nhìn đại quan rộng lớn về thế giới này, thì câu trả lời thì tọa như thế nào? Xin kính thỉnh thưa tọa thưa sư. Nam mô Bổn Thầy. Vấn đề này chúng ta cũng nên lưu ý. Là Đức Thế Tôn trong đêm giác ngộ, thì cành đầu đắc được túc mạng minh, cành giữa đắc được sanh tử minh, và cành cuối của đêm thì ngài đắc được lậu tận minh. Khi ngài chứng đắc lậu tận minh có nghĩa là đã trở thành bậc lậu tận, đoạn trừ mọi lậu hoặc. Thì ngay lúc đó là nhất thiết chủng trí
đã khởi sanh lên. Ngài biết tất cả. Các vị A-la-hán cũng vậy. Các ngài tu hành cái đường lối, nghe cái Phật thuyết pháp, hoặc là tu hành theo cái phương pháp của Đức Phật chỉ điểm, khi mà chứng được đạo quả rồi đó, thì lúc bây giờ là tất cả những cái gì mà thuộc về cái sự hiểu biết ở trong cuộc đời thì tự nó sẽ phát sanh lên. Cái ánh sáng đó sẽ tự phát sanh lên. Tất nhiên là nó chỉ hạn hữu ở trong cái phạm vi của bậc thinh văn thôi. Chúng tôi nói điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta đi đến với Phật pháp, chúng ta nên thực hành theo lời dạy của Đức Phật trước để chúng ta đạt đến sự giải thoát. Khi mà đã đạt đến sự giải thoát rồi thì chúng ta mới hiểu. Còn như bây giờ đã qua cái thời kỳ mà có thể đạt được chánh trí ngay trong kiếp sống hiện tại, thì do vậy chúng ta bây giờ chúng ta mới đi tiểu về cái thế giới. Chính vì chỗ đó có đôi khi chúng ta bị xa lạc. Ở đây nếu như mà chúng ta nhìn cái thế giới rộng lớn này thì đó là vô ích. Nếu có chăng thì chúng ta chỉ nên, nếu mà chúng ta không thực hành, không tập trung vào cái sự khổ và con đường thoát khổ đó, thì chúng ta có thể là chúng ta nên nghiên cứu về giáo pháp Tam Tạng kinh điển chỉ trong cái phạm trù đó thôi, trong cái phạm vi đó thôi, thì nó tốt hơn. Tốt hơn là chúng ta bắt đầu thích tìm tòi, thích nghiên cứu về cái thế giới rộng lớn này. Cái thế giới này thật sự ra chúng ta có những cái chúng ta không có biết được hết đâu. Chúng ta làm sao biết được hết? Cho dù những nhà khoa học vĩ đại của thế giới, họ chỉ biết ở một cái khía cạnh nào đó, chứ họ không thể biết hết được. Và bây giờ thì ở trong cái sự già, sự bệnh, sự chết nó chi phối, chúng ta không thể nào ở đó để chúng ta đi tìm hiểu cái này. Đức Phật ngài có đưa một cái thí dụ. Ví dụ này, các tỳ kheo, một người bị bắn trúng, bị một mũi tên bắn trúng, và đó là mũi tên độc, có độc. Bà con của người của nạn nhân đó mới rước một vị y sĩ đến để mà chữa trị, để mà rút cái mũi tên nó ra và giải phẫu nạo bỏ cái chỗ thịt thối rồi. Nhưng mà cái người bị nạn này lại không chịu để cho thầy thuốc cứu chữa,
mà lại nói rằng trước khi chữa trị thì hãy cho tôi biết mũi tên đó làm bằng cái vật liệu gì, bằng lông chim hay là bằng tre hoặc là bằng sắt. Và cái người mà bắn tôi đó là người nam hay người nữ, trắng đen, cao thấp, mập ốm như thế nào, người đó đứng ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc bắn tới hay sao, vân vân. Thì này các tỳ kheo, khi mà nạn nhân này có cái sự thắc mắc muốn tìm biết, tìm hiểu để biết những cái chuyện đó có lợi ích gì không, bệnh Thế Tôn không có lợi gì mà nó sẽ chết trước khi nó được thỏa mãn, được câu trả lời thỏa mãn. Đức Phật nói cũng vậy. Nay các ngươi bị già, bị bệnh và sẽ bị chết chi phối, việc cần phải làm là nhanh chóng tu tập, đi thẳng vào con đường chánh đạo để thoát khỏi sự khổ đau. Chứ không phải ngồi đó mà suy nghĩ viển vông, muốn biết cái này, muốn biết cái kia. Cho nên chúng ta là người con Phật, chứ hiểu được ý nghĩa này mà Đức Phật đã dạy qua chủ đó, thì chúng ta chỉ nên tập chú biết rằng có thân đây phải khổ là như vậy, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, rồi còn phải khổ sự tái sanh ở trong tương lai. Rồi ngay trong hiện tại, khi hiện hữu cái kiếp sống này phải chịu khổ bởi vì cái quả nghiệp ở quá khứ nó trổ sanh. Nếu mà có làm thiện trong quá khứ, bây giờ tương đối là ít khổ một chút xíu, còn nếu mà tạo ác nghiệp trong quá khứ thì ngay trong kiếp hiện tại này mình sẽ bị tai ương, bệnh hoạn, bị đánh đập, người ta mắng chửi, phỉ báng, thì dù không thôi, cái khổ đó là cái khổ do quả nghiệp đem lại. Chúng ta cần phải hiểu chưa đó. Rồi chúng ta cũng nên hiểu rằng, cho dù rằng chúng ta sanh ra ở đời có đầy đủ những cái phước có thể làm cho được an lạc, nhưng mà cái thân ngũ uẩn này nó không thoát khỏi cái sự vô thường biến hoại, nó không thoát khỏi cái sự khổ đau là bị bức bách bởi già bệnh chết. Cái thân ngũ uẩn này nó diễn biến không theo một cái quyền năng, không có cốt lõi, cho nên nó là vô ngã rỗng không. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy cái sự khổ ở đời, chúng ta vừa có cái khổ do bị chi phối bởi tâm tướng, vừa có cái khổ do bị quả nghiệp nó chi phối, bị cái khổ nghĩa là do bị luân hồi sanh tử. Khi mà thấy được cái sự khổ đó thì chúng ta hãy đi vào cái con đường để mà thoát khổ. Con đường đó Đức Phật Ngài đã vạch ra, Ngài đã chỉ điểm cho chúng ta. Đó là cái con đường giới định tuệ. Hay là qua bảy trạng xe, thức tịnh, giới tịnh,
tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo với đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Như ở trong cái bài kinh Cạm Xe, trong bộ kinh mà tôn giả Punna Mantaniputta đã trả lời cho tôn giả Sariputta nghe vậy. Thì chúng ta đi vào con đường đó là chúng ta không có mất nhiều, không có bỏ phí nhiều cái thời gian. Luôn luôn Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ mà thôi. Khi ngài nói lên sự khổ là ngài đã trình bày về nhân sinh khổ cho chúng ta thấy. Ngài nói về sự diệt khổ là ngài trình bày về cái con đường đưa đến sự diệt khổ đó. Ngài đã vạch ra, và này Ananda, bắt chánh đạo là con đường thoát khổ mà Như Lai đã khám phá, đã làm thành cái truyền thống mà các ngươi chớ là kẻ tối hậu. Cứ vậy mà chúng ta đi, chúng ta đừng có thấy những người khác họ hiểu biết rộng, họ nhìn thế giới này, họ nghiên cứu về thế giới này, họ tìm xem coi ở trong kinh điển Đức Phật ngài có dạy về nhân sinh quan, vũ trụ quan hay không. Ngài dạy về vũ trụ quan như thế nào, chúng ta đi tìm hiểu với đó thì vô ích thôi. Và chắc có lẽ là chúng ta sẽ bị thất vọng vì Đức Phật ngài không có nói những điều đó đâu. Thoáng qua đó thì chúng ta nghe trình bày về các cõi mà chúng hữu tình gá sanh, như là chính hữu tình cư, bảy thức trú, vân vân, hay là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, 31 cõi. Thì chúng ta nghe trình bày như vậy, chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật này đang thuyết về vũ trụ quan, chúng ta tìm hiểu cái đó. Nhưng không phải, ngài chỉ vì cái mục đích khơi dậy cho người có trí tuệ thấy được cái sự mênh mông của bể khổ trầm luân, bể khổ luân hồi mà chán, để rốt tu tập. Chúng ta cứ nhớ vậy, chứ chúng ta đừng có tìm hiểu quanh co, đi tìm hiểu mênh mông quá nó không có lợi ích gì. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thống số 2 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy, xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thú kế trình thì ta thực sự còn bạch chi thông đức mà chi thư quý Phật tử mà thì ta thỉnh thư tỏ đi nghỉ sư đệ sẽ và chư tăng sẽ lo phần còn lại. Thưa Phật tử, chúng tôi xin được dành ít thời giờ để nói thêm một số điều liên hệ đến bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là dạ xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không?
khi đề ta gặp đến sự giác ngộ của Đức Phật thì cái chất là chúng ta phải nói đến sự thanh tịnh hoàn toàn phiền não, hoàn toàn của nội tâm không còn phiền não. Đời sống của chúng ta thì thứ vì có lúc cái trí của chúng ta bị vẩn đục bởi tham sân hoặc si, và ở trong cái chất của tham sân và si nó luôn luôn hiện hữu của vô minh. Nó cũng là một thứ si nhưng mà nó là vô minh. Vì vậy có khi mà chúng ta thấy thì chúng ta cũng không thấy hết được vấn đề. Điều này nó tương tự như là con mắt chúng ta bị cận hay bị viễn thị mà chúng ta không có mang kiến vậy. Thì chúng ta thấy, chúng ta cũng nghĩ là mình thấy đó, nhưng mà thật sự nó không có rõ nét được. Đầu tiên mà chúng ta phải hiểu được là tâm của chúng ta càng thanh tịnh, càng ít phiền não, kể cả phiền não ngũ cấp, thì chúng ta nhìn mọi sự việc thông thoáng hơn, tinh sắc hơn. Và cho dù ban ngày hay ban đêm, cho dù hoàn cảnh nào, thì cái nhìn của chúng ta cũng sẽ sáng suốt hơn. Khi mà chúng ta nói đến sự đoạn tận phiền não đó, thì chỉ có là một ở trong những yếu tố dẫn đến cái năng lực cao cả của Phật trí. Một yếu tố khác mà chúng ta phải đề cập đến đó là cái thiền chứng của Phật. Do cái năng lực của thiền chứng đó, Ngài là vị thành tựu tam minh một cách tối thượng. Như chúng ta được nghe ở trong đêm thành đạo của Đức Thế Tôn, với cái năng lực của thiền chứng đó, đưa Đức Thế Tôn đến chỗ thành tựu cao tột về túc vạn minh, tức là Ngài nhớ lại một kiếp quá khứ. Và đặc biệt ở trong kinh nói rằng với vị chánh đẳng chánh giác đó, là Ngài muốn nhớ cho đến khi nào thì Ngài cũng có thể nhớ được, chứ không bị giới hạn. Một số các đệ tử Phật mà có cái túc vạn minh rất là siêu việt, như Ngài Xá Lợi Phất hay Ngài Cát Sa Bá vân vân, có thể nhớ với một cuộc số giới hạn, ví dụ một kiếp chẳng hạn. Nhưng mà nếu Phật thì Ngài muốn nhớ bao nhiêu thì Ngài nhớ. Thì cái nhớ kiếp quá khứ và thấy được cái sự liên hệ giữa các đầu mối nhân duyên đó, đó là một thứ trí tuệ siêu việt ở trong ba minh. Nhưng mà cái sự siêu việt này lại đến từ cái thiền chứng. Mặc dù các đệ tử Phật cũng có thiền chứng, nhưng không ai có thể có thiền chứng như Đức Phật. Đây là một cái đặc điểm khác, là khi mà chúng ta nói đến là cái thiền chứng của vị chánh đẳng chánh giác. Bên cạnh thiền chứng chánh vị chánh đẳng chánh giác đó, thì có một cái yếu tố khác mà khiến như trí tuệ của Phật người sáng, chúng ta gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí tức là cái trí toàn giác, toàn tri, biết được tất cả, biết một cách không có ngăn ngại.
Mình biết còn tri này là do sự tu tập ba la mật hạnh đạt đến cái mức độ mà chúng ta biết rằng có ba cái bậc tu ba la mật: thượng độ, trung độ và tối thượng độ. Tức là một vị mà muốn tu tập trở thành vị thính quan giác là vì trong lúc trao dồi ba la mật có thể bỏ tất cả những gì liên quan đến Phật ngoại thân của mình. Một vị tu tập 20 pháp ba la mật thì trong thời gian tu tập thì có thể vì sự tu tập mà hy sinh cả tứ chi hoặc một phần cơ thể. Nhưng mà riêng một tu tập tối thượng ba la mật thì vị đó do sự tu tập có thể bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình. Và do vị trong cái nhìn của một vị chánh đẳng chánh đắc không còn có một chút ngăn ngại nào, không còn có chút ngăn ngại nào. Chúng sanh ở trong đời, thưa quý vị, chúng ta thường có nhiều cái ngăn ngại lắm. Ví dụ như hồi mình còn nhỏ, mình ham chơi, cha mẹ nhắc mình là con đừng có ham chơi, cố gắng học, lớn lên thành kỹ sư, bác sĩ này đó. Thì có thể là mình bỏ cái sự ham chơi, nhưng mà mình chạy theo danh, chạy theo lợi. Rồi tức là ngày nào đó có người đó học khiên mình để bỏ theo danh lợi, thì mình chạy theo địa vị, chạy theo sự nghiệp. Có những người học ra làm bác sĩ, nhưng mà không hành nghề bác sĩ, ra làm một nhà chính trị, tại vì thấy cái sự nghiệp chính trị nó cao hơn. Thì chúng ta thường ở trong cuộc đời này đó, là mình thường buông cái này mình nắm cái kia, bỏ cái này chấp cái kia. Nhưng mà với một vị mà tu ba la mật hạnh mà có thể dám bỏ tất cả những vật ngoại thân, dám bỏ những vật liên quan đến thân thể, dám bỏ những gì người dám bỏ cả mạng sống của mình thành ba la mật, thì vị đó có khả năng buông xả tất cả. Thì cái trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác gọi là nhất thiết trụ trí đó thì thực sự bất khả tư nghị. Hôm nay trong cái bài học này, tôi muốn đưa ra một vài cái thí dụ, mà với những thí dụ này như là một sự chia sẻ có tất cách Phật pháp, mà cũng là sự riêng tư. Chúng tôi gọi đó là sự riêng tư là bởi vì bản thân của chúng tôi đó là tìm thấy ở đó có rất là nhiều cái niềm tin, rồi tìm kiếm một cách sâu sắc và đặc biệt. Chúng tôi có kể quý vị nghe về cái giai thoại của Ngài Phu Đi, là một vị tỳ kheo người Hoa Kỳ đi xuất gia theo đạo Phật, và vì đã dịch ra nhiều tác phẩm kinh điển rất là quan trọng từ tiếng Pali sang Anh ngữ. Vị này có một lần nói rằng chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác mới có thể có cái kiến văn tinh sát rộng lớn như Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật xuất thân là một vị hoàng tử, là một vị quân vương ở trong cung đình. Nhưng mà chỉ riêng về sau này thành đạo, Ngài dạy cho Shingara những cái dẫn về đối với quan hệ giữa cha mẹ con cái, giữa vợ chồng với nhau, giữa thầy trò với nhau, giữa bạn bè với nhau, giữa sa môn với cư sĩ, giữa người chú với tớ. Thì Bố Đí Ngài nói rằng đọc kỹ những đoạn đó với thầy, không phải là vị chánh đẳng chánh giác thì rất khó có những lời dạy được như vậy, tinh tường tinh sắc như vậy. Mà Đức Phật bản thân của Ngài sống trong cung vàng địa ngọc, Ngài có thể nói về cái bản lãnh, cái kỹ năng của một người chăn bò, Ngài có thể nói về
Ngài có thể nói một cách rất thấu đáo về một người huấn luyện ngựa như thế nào, một người huấn luyện chim ưng như thế nào, và vô số thí dụ. Thì ở đó quả thật là một sự mộc nhịp. Hay là nói một chuyện khác, thưa quý vị, chuyện ở trên trái đất này, khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi ra bãi biển Vũng Tàu trong lần đi tắm, nó có cái chỗ chúng tôi hụt chân. May mà chúng tôi biết lỗi các vị khác nói rằng ở ngoài bãi biển có những chỗ tự nhiên nó thụt sâu xuống. Chúng tôi thấy làm lạ là sao ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng biển cả đó thì nó không bao giờ nó có một cái vực khách, mà nó có cái độ lài từ cạn cho tới sâu. Chúng tôi nghe cái chuyện đó cũng phải lạ, nhưng mà lớn lên thì mình mới hiểu rằng tại cái mình hiểu là hiểu sai. Đức Thế Tôn Ngài nói đến cái thềm lục địa, và thềm lục địa ví dụ như chúng ta thấy nước Việt Nam là hình công chứ không bao giờ ngay từ trong đất liền mà nó có một cái vực sâu thẳm xuống, mà cái thềm lục địa nó phải thoai thoải ra. Nhưng là nó có những đoạn sâu chúng ta hụt chân, nhưng cái chuyện nó không có để nói. Chúng ta nói chung là cái thềm lục địa đó. Hay là ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà chúng ta ra giữa đại dương mênh mông, ở nơi mà rất xa những cái thềm lục địa đó, thì ở đó không có sống. Thật ra điều đó nó vượt ngoài cái khả năng hiểu của chúng ta hồi nhỏ, hay là chúng ta không đi biển. Chúng ta tưởng tượng là nếu chúng ta là người Ấn Độ mà đi ra bãi biển thấy sóng biển vào bờ thì làm sao chúng ta thì biết chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hiểu là có những nơi biển mênh mông giống như là cái khu vực ở Nam Ấn Độ Dương gần Bắc Cực, ở gần Nam Cực, hay là giữa Thái Bình Dương, những nơi rất là xa bờ, thì tại vì nó không có cái bãi ngầm, không có cái thềm lục địa, thành ra nó không tạo ra sống được. Nếu Đức Phật không là Phật thì Ngài không thể thấy biết những như vậy. Hay hoặc giả là con người chúng ta thường có cái hiểu là thế giới này có Đông Nam Tây Bắc, nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng phương hướng chỉ là chế định thôi. Phương hướng chế định. Cái phương hướng đó, chúng ta trên địa cầu thì chúng ta quy định là Bắc Cực. Cái hướng Bắc Cực là hướng Bắc, Nam Cực hướng Nam, rồi bên tay phải, tay trái là Đông và Tây. Nhưng mà thật ra ở ngoài trái đất này thì không có Đông Nam Tây Bắc, ngoài trái không, không có Đông Nam Tây Bắc. Và ngay trên trái đất này, nếu chúng ta ly về hướng Đông đi hoài thì chúng ta sẽ trở lại nguyên vị. Thật ra cái hướng Đông hướng Tây nó chỉ là một cái quy ước. Nó chỉ là quy ước. Nó gọi là chế định. Chế định là cái gì gọi là quy ước. Hay hoặc giả là Đức Thế Tôn cũng cho chúng ta biết là thời gian cũng là quy ước. Ngày và đêm ở cõi người, ngày và đêm ở cõi trời chênh lệch với nhau. Ngày và đêm ở cái tinh cầu này khác với tinh cầu kia. Tại vì sao ngày và đêm nó dựa trên cái trục quay? Và nó dựa trên cái thể tích lớn nhỏ của cái tinh hành tinh đó. Một ngày ở địa cầu nó không nhất thiết là một ngày ở quá tinh dài hơn ngày ở địa cầu, tại quá tinh nó lớn hơn. Hay hoặc giả là ngày hôm nay chúng ta nói về nguyên tử, là đơn vị cực phi mà chúng ta thường nói. Nguyên tử đó là sắc pháp, vật chất thì có cái gọi là sắc đa sắc pháp, tâm pháp thì có cái sắc đa tâm. Cái sắc đa tâm là cái đơn vị cực phi không thể chia được nữa. Thì thưa quý vị, đối với Phật pháp thì từ xưa rất xưa thì chúng ta đã học một điều rằng thì Phật pháp đã dạy rằng cuộc sống là sự tồn tại của cái dòng sanh diệt. Dòng sanh diệt đó là cái dòng tiếp nối sanh diệt của nếu chúng ta nói về danh pháp, về sắc pháp đều là sự tồn tại của sanh diệt hết. Thì thật ra một sắc đa nó rất là nhỏ, nhỏ lắm. Vật chất cũng nhỏ, mà về tâm pháp, về tâm nó cũng nhỏ. Và mãi cho đến thế kỷ thứ 16, 17, nhân loại cũng chưa có hình dung được là tại sao vật chất, đừng nói chi cuộc sống tâm thức, đây là biết vật chất thôi,
nào là núi, nào là hồ, nào là sông, nào là nữ hoàng Cleopatra, nào là sa mạc, mà tất cả đều chỉ là một sự kết cấu của những nguyên tử, của những đơn vị cực vi lại, chúng ta không biết. Phật pháp đã dạy điều đó. Hay chúng ta nói một chuyện khác nữa, là thưa quý vị, khi mà nhân loại sống ở trên thế giới này, thì trái đất này ngày xưa chúng ta nghĩ rằng nó là một thế giới miên viễn, thường hằng vĩnh cửu. Con người sinh ra chết đi, cây cỏ chết đi theo tuổi thọ, và cũng như thứ khác, nhưng mặt đất thì miên viễn. Trước khi mà khoa học cho chúng ta biết về tuổi thọ của các tinh cầu, thì Phật giáo là một tôn giáo duy nhất, và trong đó có dạy cho con người biết rằng trái đất này cũng giống như tất cả những tinh cầu, tất cả những hiện tượng khác, nó có cái tuổi thọ, nó có hình thành, có tồn tại và có hoại diệt. Không phải dễ dàng để hiểu điều đó đâu. Thật sự không phải dễ dàng hiểu điều đó. Khi Đức Phật ngài dạy rằng tất cả pháp hành là vô thường, sape sankhara anicca, và người nói trái đất nó cũng có tuổi thọ. Cho đến về sau này, dần già rồi đó, chúng ta biết được nhờ vào thiên văn học. Do thiên văn học thì chúng ta mới biết rằng có những cái thiên thể, có những cái thái dương hệ, có những cái tinh cầu ở xa, và nó bị hoại diệt. Bị hoại diệt. Ngày hôm nay, những cái viễn vọng như là viễn vọng kính Hubble hay là Chandra đó, cho chúng ta những hình ảnh không phải là một hành tinh, mà cả một thái dương hệ, cả một thiên hà, nó hủy diệt, nó chạm vào nhau, nó nhập vào nhau. Những hiện tượng tới chúng ta nghe nói về giống như là những hiện tượng tới chúng ta nghe nói về giống như là cái chuyện huyền thoại, nhưng mà thực sự có thật. Trái đất này không vĩnh viễn, và không có cái chuyện mà thượng đế sẽ trở lại lập cái vườn địa đàng mãi mãi trên của cuộc sống hàng ngũ trên trái đất này. Cái chuyện đó rất là đơn giản, rất là đơn giản. Thì thưa quý vị, như chúng tôi nói là Phật pháp hay là chính Đức Phật là vị giáo chủ duy nhất của tôn giáo của nhân loại mà nói trái đất này rồi nó sẽ đi đến chỗ hủy diệt, giống như cái mạng sống của chúng ta nó có tuổi thọ. Và rồi có những thứ mà không phải dễ nói. Nếu chúng ta đọc ông trong kinh Ratana Sutta, ở trong có nói là chánh pháp là đạo ly dục, hay chánh pháp là đạo ly tham. Đây là một trong những cái chìa khóa rất là khó hiểu của Phật học. Hãy chúng ta sống mà chúng ta bám vào bất kỳ điều gì, chấp vào bất kỳ điều gì, thì một là nó ngăn ngại sự bước tiến đi tới, hai là chúng ta sẽ khổ. Nó tương tự như là chúng ta làm một hành trình, chúng tôi lái xe từ California về phía Texas, hay Texas thì California, có nghĩa là có điểm xuất phát và có điểm đến. Cái cuộc hành trình ở giữa đó, dù là đẹp, dù là xấu, dù là công viên, dù là rừng núi, dù là hoang mạc, dù là sơn thủy hữu tình, nhưng mà trên đoạn đường đi đó, nếu có chỗ nào đó nó có áp lực quá mạnh, nó có sự quyến rũ quá mạnh, mà khiến cho chúng tôi bỏ cái hành trình đó để ở lại ở nơi đó, thì đều thất bại, đều có vấn đề. Tại vì sao vậy? Thì hành trình có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục đi tới, tiếp tục tiến bước. Mà bây giờ mình chấp vào điều đó sao mình tiến được? Bởi vì Đức Phật ngài dạy, ngay cả trong cuộc tu mà một người thành tựu tính, thành tựu giới, thành tựu thiền định, mà chưa thành tựu giải thoát, mà bám vào đó thì giống như một người đi tìm lỗi cây mà chưa đạt đến lỗi cây, mà chỉ chấp vào hoa, lá, cành, vỏ cây, giác cây, mà không có chịu đạt đến một chút cuối cùng là lỗi cây.
Thì thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ học một bài kinh. Bài kinh đó là bài kinh Phú Lâu Na hay là bài kinh Puna. Thì quý vị cũng sẽ nghe Chư Tăng bàn về điểm mà Đức Phật dạy rằng một ở trong những cái yếu quyết mà một người tu cần phải biết đó là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng mũi, ngửi mùi, ngửi nếm vị thân cảm xúc, ý suy nghĩ là không có chấp thụ vào sắc tinh khí vị xúc pháp. Thật ra cái chuyện này không phải dễ đâu, tại vì hầu như tất cả chúng ta đều sống, đều tu bằng sự đam mê, bằng sự dính mắc, bằng cái gì chúng ta thấy rất là hay. Chúng tôi sống thành phố Houston, thành phố này có nhiều những cái vị thầy, có khi xưng là thiền sư, vị này vị kia đến. Những vị này có nhiều cái sự hấp dẫn đối với những người tu Phật. Có nhiều người tu chỉ mong là mình luyện tập càng khôn cập linh, hay là mình tu tập để đạt đến cái gì đó, để chứng gì đó. Ngay cả họ rất là cương quyết bám vào ông thầy, bám vào pháp môn, và họ xem những điều đó là những điều mình khoan nghĩ nhất, thành ra mình theo thôi. Nhưng mà kỳ thật thì rất khó để mọi người hiểu rằng ở trong sự tu tập là mình học để buông bỏ, để đi tới, chứ không phải để chấp thủ, để bám víu lại. Cái này là cái khó, khó lắm. Bởi vì khi mà Đức Phật này dạy rằng chánh pháp là đạo ly dục hay chánh pháp là đạo ly tham, không phải ai cũng hiểu được. Ngay cả khi Đức Phật dạy rằng này chi tỳ kheo, giống như chiếc thuyền là phương tiện để qua sông, chánh pháp còn phải bỏ huống gì là phi pháp. Cái này khó hiểu lắm, và rất là khó hiểu. Và Đức Phật Ngài đã dạy điều đó cho chúng ta từ 25 thế kỷ trước. Bây giờ chúng ta trở lại nói về một điều tương đối rất là đơn giản ở trong cuộc sống hàng ngày. Đức Phật đã từng dạy trong rất nhiều bài kinh. Một trong những bài kinh thì chúng ta thường nghe là Giáo Giới Tôn Giả Rahula. Ở trong đó Đức Phật Ngài khuyên là đối với sắc thinh khí vị xúc, đối với sắc thọ tưởng hành thức, thì nên tránh, không nên chấp rằng đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Thì thưa quý vị, những lời dạy đó rất là đơn giản, nhưng mà không dễ dàng để lãnh hội và không dễ dàng để áp dụng. Mình sống trong đời này thì mình không chấp cái tầm thường, mình phải chấp cái thiêng liêng cao cả. Mình không có bám víu vào vật chất, mình cũng bám víu để sống nội tâm. Mình không có chọn lựa cái cứu cánh là những gì ở trong cõi trần gian tầm thường này. Thì chúng ta cũng nghĩ đến kiếp sau, nghĩ đến đời sau. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng đối với tất cả, dù là sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, nên thấy rằng sắc chỉ là sắc quẩn thôi, thọ chỉ là thọ quẩn thôi, tưởng chi tưởng quẩn thôi, hành chỉ là hành quẩn thôi, thức chi thức thôi. Và hãy nhận thức những điều đó đúng theo thực tướng như vậy. Đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Chúng tôi đơn cử một vài cái thí dụ như vậy ở trong kinh điển để muốn nói lên một điều rằng không dễ dàng để chúng ta hiểu biết hết về giáo pháp của Phật. Không phải dễ dàng để hiểu biết về Đức Phật. Và càng không thể hiểu dễ dàng về tuệ giác của Phật. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta sẽ học một phần nào qua lời dạy đó. Cũng như là khi chúng ta còn nhỏ, mình gặp một vị thầy hay một bậc cha mẹ dạy cho chúng ta những điều
Có thể chúng ta không hiểu hết về cha mẹ, không hiểu về vị thầy, nhưng mà những điều mà những vị đó dạy chúng ta và chúng ta thấy học, có thể áp dụng được một cách khôn khéo, thì chúng ta có được sự thành tựu, có được những cái lợi ích thiết thực. Nên chi thứ vị ở trong phòng của chúng tôi có một cái tác phẩm nghệ thuật hình mặt trời rồi lại hình mặt trăng, và trong cái hình mặt trời và mặt trăng lại có một hình Phật. Hình này, tác phẩm này được thực hiện bởi một người Phật tử. Nhân đọc câu kinh Pháp Cú, mình và câu kinh Pháp Cú gồm các từ bài kinh này: mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, nhưng mà ánh sáng của bậc chánh đẳng giác thì soi sáng đêm ngày và ánh sáng vô thường. Đó là một cái hình ảnh, là một công án, là một ẩn số mà tất cả chúng ta phải chiêm nghiệm. Không dễ dàng gì để chúng ta hiểu và hiểu hết về Đức Phật đâu. Không hiểu được. Chúng tôi chỉ muốn nhắc một giai thoại để kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay, là vua Pa Tư Nặc, vua Pa Sên đã đi. Có một lần nhà vua đến thăm đảnh lễ Đức Phật. Sau khi biết Đức Phật thì nhà vua rất là kính ngưỡng Đức Phật và có tâm đạo lắm. Và trong một lần Đức Phật ngồi ở bên ngoài một cái công viên thì vua Pa Sên đã đi đến đảnh lễ Đức Phật. Và lúc đó có các vị đạo sĩ ngoại đạo, lõa thể, người trét đầy tro, những người tu hành đi ngang qua. Thì vua Pa Tư Nặc là một người rất là kính ngưỡng những người tu hành. Thấy những vị này thì nhà vua đứng lên, chắp tay kính lễ. Thì sau đó nhà vua, khi những vị đi rồi thì nhà vua quay lại hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, những vị đó có phải là những vị A-la-hán không? Thì Đức Phật không có trả lời là những vị đó phải là A-la-hán hay không phải A-la-hán. Mà Ngài chỉ nói rằng: Này Đại Vương, Đại Vương không phải là A-la-hán, nên rất khó biết rõ ai là A-la-hán, ai là không phải A-la-hán. Điều này thì là một lời giải rất ngắn của Đức Phật. Nhưng mà nhà vua hiểu được một phần. Và đối với chúng ta ngày nay, thưa quý vị, cũng giống như là nhiều vị mới ra hành thiền về đánh giá vị thiền sư này là thế này, vị thiền sư thế kia, thì chúng ta cũng phải nói rằng ở mức độ nào đó chúng ta nên khiêm tốn nhận rằng chúng ta chưa đủ khả năng để đánh giá. Hay là chúng ta không hiểu rõ về nhạc lý. Nhiều khi mình nghe ta hát đó, thì mình nói ca sĩ này hát hay, ca sĩ kia hát dở, thì nó phải là sai hoàn toàn. Nhưng mà có nhiều khi ca sĩ hát hay nhưng mà không nhất thiết là nổi tiếng, không nhất thiết là mình thích thú đâu. Có những bản nhạc rất khó và họ hát rất tốt, hát rất đúng dịp, nhưng mà rồi chúng ta hiểu về nhạc lý chúng ta không cảm kích. Có những bài hát hát nó có nhiều cái phô, hát có nhiều cái không có đúng nhịp, nhưng mà rồi chúng ta hiểu về nhạc lý chúng thấy nó hay vậy thôi. Thì cuộc đời giống như và bản thân của chúng ta thì chúng ta cũng nên khiêm tốn và nhận rằng cái lượng định của chúng ta rất là giới hạn, không nhất thiết là ngay cả chúng ta tin Phật, chúng ta kính Phật, chúng ta thờ Phật, chúng ta học Phật, mà chúng ta có thể cân đo đong đếm được cái trợ giác của Phật, thấy trí giác của Phật. Và trở lại trong đời sống hàng ngày thì chúng ta nên tin rằng một khi mà mình có một nội tâm bớt ít phiền não thì cái trí mình sáng hơn. Một khi nội tâm của chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tỉnh giác hơn. Và một khi mà chúng ta không còn chấp thủ, đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì cái thế giới chung quanh chúng ta được tỏ rõ hơn. Nhưng mà nói như vậy thôi chứ cũng không phải là đơn giản để chúng ta hiểu điều đó. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Ngày mai này chúng ta có giáo trình Trung Bộ Kinh, bài kinh thứ 145 và vị giảng sư Thích Hợp Đăng.
xin được tri ân chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy giá. Thầy già con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Hân Nguyễn. Con thành kính tri ân thường trò giác đặng đạt đích túc kết nội dung bài học kinh Vô Lượng, kinh Ánh Sáng hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hôn tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá. Đạo trong thiên hoàng.
Và chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Phúc Ta Tha Má xin phép được đóng rung trong vòng giây tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.